siết em dần siết xoay vào lô và làm sao nó hơi nặng phát là thôi, không được siết gì quá không được. Và nó là siết từ hai bộ lô đếm này xuống, siết êm tay rồi để cho nó kéo sắt. Cái này nó tác dụng là kéo sắt rồi. Xong rồi màn hình nó mới khi bật rồi nhá, bật áp lên rồi thì nó có hai chế độ tự động hướng dẫn và tự động chạy tay này. Đầu tiên là mình để chế độ chạy tay trước nhá. Chạy tay thì các cái chế độ ở trên nó tương ứng với cái hệ thống ở dưới này, nó tương ứng với nhau, nhưng mà mình điều khiển ở dưới này thì nó tiện hơn. Ví dụ em siết vào rồi bắt đầu em kéo này, em bắn kéo tiến này. Đấy, khi chuỗi sắt ra thẳng như này rồi đúng không, thì mình cảm thấy tương đối rồi thì bắt đầu mình cho kéo dùng. Sau đó là không cứ kệ nó thôi, gạt sang chế độ bắt đầu rồi, tự động nhé. Tự động thì anh vào đầu tiên là mình trước cái bể đây vuông thì mình vào mình phải chọn cái góc vuông trước đã, mình gắn vào chế độ tự động này. Đấy thì nó sẽ ra các cái màn hình các cái hình này. Bây giờ mình muốn chọn góc thì mình sẽ vào cái đai L này, đai L để mình chọn góc rồi nhá. Bể góc khi nào cảm thấy góc được rồi thì bắt đầu mình tiến hành bể đai. Thì nó tương ứng với hai cạnh 1-2 này, thì giá trị cạnh 1 với 2 là 50-100, đây là mili thì mình hiểu nó là phân nhá, 5 phân và 10 phân. Đấy. Bây giờ em sẽ bẻ thử một cái xem góc được chưa đã. Trước khi bẻ thì em sẽ tắt cái chế độ số lượng nó chạy, có nghĩa là mình bỏ đi cái số lượng chạy ngày trước thì đã. Đấy, bởi vì nó hay lưu ở đây mà, thì mình bỏ về không thì mình ấn thì nó mới sẽ chạy tiếp cái mà mình muốn đặt. Và mình ấn cái tam giác này, nút play này. Góc vuông rồi đúng không? Tương đối đúng không? Chưa được vuông lắm. Được. Thế là chỉnh góc rồi nhá. Vặn ít một rồi, vặn vào thì có nghĩa là nó bóp cái góc này vào. Mà nới ra thì có nghĩa là nó nối rộng góc ra. Thế đây là ra, còn thế là mình lại vào. Đúng rồi. Đây, bây giờ em góc vuông được rồi đúng không? Thì em lại trở lại từ đầu bằng cách các em vào ngôi nhà này. Vào chế độ tự động lại, vào đai vuông. Đai vuông đấy em đã chọn kích thước các thứ của anh theo yêu cầu rồi đúng không? 1, 2, 3, 4 này, 1 và 4 nó là mỏ, là mặc định của nó là 50 mm, là 5 phân nhá, cứ để nguyên nhá. Mình chỉ điều chỉnh cạnh 1, cạnh 2 và cạnh 3 thôi, đúng không? Mình thay đổi thì mình chỉ điều chỉnh mỗi cạnh 2, cạnh 3 thôi, còn 1, 4 nó là mỏ thì mình giữ nguyên, đúng không? Chạy một cái là mình phải xem mình chạy bao nhiêu đã. Enter. Xóa đi. Đấy, cứ thế này thôi. Cứ thế mà nhặt thôi. Đây, thẳng cưng ra. Vâng, cái gì chả thấy không? Càng dài nó phải càng có độ võng sắt. Càng dài thì nó càng võng, ngắn. Đấy, như thế này là thẳng tương đối này, quá thẳng.